Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái bánh làm bằng cái máy Philips, dùng cái dish là cái để làm nuôi á. Mình thấy hình dạng của nó giống cái con nuôi mà cắt dài, nó giống sá sùng. Và trong ở miền Nam á, thì dân gian cũng có loại bánh là bánh tằm, mà bánh bánh con sùng này kia, thì mình cũng sẵn dịp mình chế nó ra luôn cái bánh con sá sùng này. Ăn thì cũng giống như là các cái món ăn của mà bánh miền Tây, là với nước cốt dừa, rồi với lại những cái loại hạt đậu, bạn có thể là ăn với mè, với lại đậu phụng, hay là các loại đậu rang lên đó. Mình thì mình ăn với lại hạt thông rang. Về màu sắc thì các bạn có thể tốt hơn hết đó là xài cái bằng thực vật rau củ để mình ra màu. Mình trong công thức này mình chỉ xài duy nhất là cái màu cam của cà rốt, còn mấy thứ kia thì mình xài cái loại họ bán sẵn á, cái tinh dầu của lá dứa, hoặc là tinh dầu của bột khoai tím, tinh dầu khoai tím, rồi mình pha thêm vô để, tí nữa là rất cái bập đổ luôn. May mình đổ ít nước, sau đổ thêm. Cái này á, mình xay bằng cái máy tay cho nên nó còn sát nhiều, chứ nếu mà nó số lượng nhiều á, thì mình sẽ bỏ vô cái máy Vitamix á, mình quất một cái là nó không còn sát luôn á, lọc là đấy luôn. Nhưng mà tại vì làm chút mà mất công quá, thành ra mình thôi kệ, bỏ cái đó cũng được. Trong về cái nguyên liệu thì mình sẽ xài rất là đơn giản luôn, là 300 bột tinh bột khoai, thì mình chia ra làm 3, 150 gram nước, 150 gram nước tức là bằng ml luôn á. Mình cũng chia làm 3 ra, muối là mình cũng chia làm 3. Tất cả là mình chia làm 3 ra. Mình đưa công thức đơn giản cho các bạn chứ thực ra mình xài tới 4 thứ luôn. Rồi mình chế ra thành 5 màu. Làm nhiều quá mình sợ bạn ăn ớn quá. Còn này tại mình làm sai thành ra mình phải làm thêm. Cứ mà bỏ vô mỗi cái mình trộn muối xong mình nấu từng phần. Cái này bỏ microwave cỡ là 25 second. Mình có cái nút 30 second mình bấm một cái nắng hơi hơi quá. Cỡ 30 à, 25 second là nó sôi ục ục ở trong trong bếp đó, ở trong trong cái lò đó. Bạn thấy tất cả những cái loại mà thực vật mà rau củ đó, nói chung mình đem mình xay ra mình bỏ microwave là nó tách màu liền. Bữa hôm đó mình tách ra mình làm màu mình cũng bỏ microwave, nhưng hồi trước á thì mình không biết, mình nên mình lọc lại lần nữa. Các bạn không lọc xài luôn cái tách mình tách, chứ mình cũng xài luôn vô để nó lấy màu luôn cũng không có sao. Thì bột với lại nước sôi muối á, mình trộn cho nó đều hết, trộn cho nó là mình để nó khoảng là 10 phút cho cái bột nó thấm nước á, nó nở ra rồi mình bỏ vô máy. Bắt đầu thì mình mở máy lên, mình cho nó chạy 3 phút, xong mình tắt máy, rồi mình cho nó chạy full cycle luôn, là mình cho nó chạy từ đầu đến đuôi luôn. Chạy xong 3 phút đầu là mình chọn cái program 1 cho nên nó 10 phút, thì tới 7 phút bắt đầu nó là nó in ra đó, nó quay ngược lại, bạn thấy không, là nó xoắn trở ra, là nó bắt đầu nó in ra đó. Nhưng mà cái bột mình quá ít, có 100 gram à, thành ra nó chút xíu. Trong 10 phút đó thì mất 3 phút trộn rồi, còn 7 phút á, thì nó chạy ra vài phút đầu á, bạn cứ cắt bỏ trở vô lại, cứ cắt chờ nó cắt rồi bỏ trở vô. Tại vì bột nó, bạn thấy không, ở trong bột, ở trong cái ấy nó hơi khô á, khi mà mình bỏ nó vô trở lại á thì nó mới mất cái bột mình đã in ra lẳng hơi ướt ướt, rồi mình mất cái bột đó, nó mình phải lấy cái vá mình đẩy đẩy cái bột khô nó dính trên thành xuống để cho nó bám mấy cái mình mới bỏ vô á, mấy cái mình bỏ vô rồi đã in lại á thì nó mới sạch được cái máy được. Cắt thì khoảng từ 5 tới 7 cm, tùy bạn muốn dài muốn ngắn. Cái con sá sùng mà con đĩa biển á thì nó cũng có cái sọc sọc dài dài vậy, nó giống, nhưng mà bạn có thể là làm giống như là bạn có thể là mình cắt đôi cái, không phải là cắt đôi mà chỉ
xẻ một cái đường trên cái ống của con nuôi đó, bạn cuốn tròn lại. Nhưng mà làm vậy vô ích, bởi vì sau khi mình lục á, nó cũng bung ra. Thành ra thôi mình thấy để nguyên ống. Đó là mình chỉ thí nghiệm thôi, mình nói cho các bạn cái size của mình, rồi còn bạn á, thì chỉ cắt rồi để cái ống đó làm cũng được. Chứ còn mình cắt đôi ra, mình mổ bụng cái ống đó ra, cái mình cuốn tròn lại á, thì khi mình lục nó bung ra hết trơn à. Nếu mà bạn muốn nó như vậy á thì mình phải hấp nó, mà mất công quá đó, mình bẻ bẻ để mình cuốn tròn lại thử mà nó không được. Rồi xong màu cam, xong màu hồng, rồi bây giờ mình qua màu xanh. Cái màu hồng hồi nãy á là chẳng qua là tại vì mình dư cái màu cà rốt, rồi mình thấy cũng tiếc nên là mình bỏ thêm vài giọt màu đỏ vô rồi mình làm đó, thành ra dư thêm màu. Thôi kệ, như là mình làm bánh ngũ sắc luôn, thay vì ba màu thì tam sắc thì thành ngũ sắc luôn. Nhưng mà mình cho công thức các bạn là chỉ có 300 gram bột, bạn muốn làm nhiều làm ít tùy bạn. Rồi xong cái màu xanh đó mình cứ bỏ vô lại để cho nó in ra cái sợi, cho nó mướt mát hơn á. Mấy cái đầu thì nó khô khô, mình cứ cắt bỏ vô lại, tại vì tới 7 phút luôn mà có chút xíu bột, thành ra cũng dư thời gian, mình có quyền mình bỏ vô đó, cứ cắt như vậy thôi. Cái này làm tinh bột khoai là bắt buộc, cái gì mà dính líu tới tinh bột á, thấy chữ starch là các bạn phải dùng nước sôi à, chứ không có nước sôi là nó chảy bột không có thể nào in được. Mình làm tỷ lệ nước này là hai bột một nước á, mình cũng cố gắng mình làm thử, mình cắt mình làm thử cho thử nó ra sao. Nếu mà mình quấn ngang như vậy, cái đường dọc ngang thì giống như mấy cái con sâu hả, còn cái dọc thì giống cái con đĩa biển. Cái con hình mình dồn cái mình cái à, tại sao mình không làm, mình làm vậy cho nó vui. Mình thấy mấy cái bánh món bánh ở Nam Bộ ở miền Nam là họ hay ăn với nước cốt dừa với lại tất cả các loại bột á, họ pha chế vô. Còn mình á, mình xài thẳng luôn cái tinh bột khoai, tại vì những cái chất tinh bột nào mà càng cao hồi xưa là họ nói là bổ lắm. Hồi xưa mình nhớ mình ở Sài Gòn có bà, có người quen bà đang buôn buôn bột sắn dây từ miền Trung vô vô Sài Gòn á, mới cho mình, mới kêu để đó uống, mình đây mình khuấy nước lạnh mình uống, uống xong đau bụng quá chừng luôn. Hồi đó mình không biết bột sắn dây, ở quê mình không biết bột sắn dây là bột gì luôn á, mà sau này mới có rồi, bột là bột gì, bột củ năng mình cũng không biết luôn. Rồi giờ có thời giờ mình tìm hiểu về từng loại bột. Rồi nói sang đàn chạy lại, nước á, thì mình đổ vô cỡ từ 1,5 lít tới 2 lít nước và cho nó sôi lên lửa trung bình hay lửa cao thì tùy bạn. Cho nó sôi lên rồi thì mình sẽ xài sô tê, xài instant pot á, thì mình sẽ chọn sô tê rồi mình để normal hay là more tùy bạn. Xong rồi mình bỏ vô, mình định luộc riêng từng phần nhưng mà thôi bà lần vô hết vô một lần không có sao hết, tại vì mấy cái màu này nó ra cũng không có ảnh hưởng gì. Màu cam là cà rốt, màu hồng á là do mà cà rốt với mình bỏ chút giọt màu đỏ. Còn mấy cái này á, mình cũng bắt chước mình nặng nặng ra hình cái con gì, con sâu con bọ gì đó. Rồi màu đó cũng pha dính còn dư bột á, mình cứ lấy cái màu này mình bỏ với màu kia nó ra tùm lum màu à. Còn mấy màu chính, màu tím, màu xanh này là nó đứng riêng. Màu xanh, màu cam, màu tím là nó đứng riêng. Còn mấy màu kia là mình pha tùm lum trong mấy cái dư dư bột bột nó dư ở trong cái đầu in ra đó, mình xài cái đầu nuôi á. Mình in ra nó còn dính, là mình nếu mà những cái màu mà khác biệt quá như màu xanh này á, là bắt buộc mình phải cạy cái khung ra, rất là tốn công. Thành ra các bạn chọn thế nào cho nó đơn giản, mình làm đơn giản mà mình bài xử như kiểu như mình rất là tốn công quá. Các bạn có thể mình làm một màu cũng được, cùng lắm là hai màu, màu trắng xong rồi mình, nhưng mà màu trắng thì có nước cốt dừa rồi thì mình bỏ lên nó không nổi á. Các bạn làm có hai màu rồi là hai màu hơi giống giống nhau để mình khỏi phải cạy cái nắp ra. Còn không thôi thì như mình pha từ màu cam, cam mình để nguyên cái mình pha thêm màu đỏ vô thành ra màu hồng, màu hồng á mình bỏ vô thêm chút ra màu màu móng tôm, rồi móng tôm mình chuyển qua màu tím, tới màu xanh là mình phải tách nó ra thôi. Rồi luộc xong
lột tụi cha lo nói tùm lum hết trơn, mình nói lại lột thì nước sôi nó sôi cỡ 5-7 phút đó là nó chín xong mới bạn vớt ra bỏ vô, vớt ra nhà chứ không phải đổ luôn cái nước nóng nó vô, rồi vớt cho nó cái rồi đổ vô nước lạnh để cho nó nguội lại cái con cái mẫu cái con sùng đó rồi á, thì mình bỏ vô nước đá. Cái này á, nếu bạn ăn liền bạn cũng không cần bỏ nước đá, còn mình bỏ nước đá là tại vì mình chưa ăn, mình để từ từ mình ăn. Còn mà bỏ nước đá là cho nó khỏi dính vô đó, tạm thời cho nó đỡ dính mấy cái con, chứ mình rửa sạch lại thì nó cũng ít dính, nó không có vậy. Nhưng mà mình không có thể bỏ dầu hoặc bỏ gì, có thể bỏ dầu dừa nhưng mà thôi bớt chừng nào hay chừng đó. Bây giờ qua cái phần mà làm nước cốt dừa, mình xài cái lon cốt dừa này là 400 gram 400 ml, nhưng mà mình chỉ xài 250 thôi. 250 mình cho nó vô 75 gram nước. Rồi đường á thì các bạn tùy các bạn nghe. Mình ghi công thức là 150 tại vì mình thấy là 300 bột á thì mình cần cỡ 150 đường nó vừa ngọt. Nhưng mà cái này mình bỏ ít thôi. Mình lấy đường ra 150 nhưng mà mình bỏ vô chút thôi. Thì tại bởi vì mình còn cái nước syrup á, nước 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 đường mình còn á, mình chan vô mình ăn. Các bạn có thể là này mình bỏ vô tí xíu muối, lửa thì trung bình thôi, cho vô tí bột coi như một muỗng bột vani á. Rồi mình chỉ có khuấy nó thôi, khuấy cho nó vừa sôi lên là tắt lửa liền, lửa cũng thấp thấp mà nó vừa sôi lên mình tắt. Mình làm cái này hơi đặc là bởi vì mình có bên kia mình có nước đường rồi đó. Đó mình xài con starch, các bạn có xài cái là tinh bột bắp á, các bạn có thể xài bất cứ loại starch nào cũng được, tinh bột nào cũng được, bột năng, bột một tàn mì, bột gì cũng được. Rồi nên mình để ra dĩa, mình cũng cho cục đá lên cho nó lạnh lạnh chút cho đỡ khô mặt. Rồi vậy đó là mình chan ra, mình chan nước cốt dừa lên, mình thì có dư nước 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 đường mình bỏ chan vô luôn ăn. Cái này á, là mình làm mà mình cũng cảm thấy toàn là bột với đồ này kia liên tục 3 ngày mình làm vậy á. Thành ra cái này là mình làm để mình ghi, mình có công thức mình lưu lại là ồ như vậy mình có món này, chứ mà bạn mà làm để lâu lâu với nấu mình ăn á, chứ đừng có ăn ba thứ bột liên tục á. Đó để ra mình lát mình chan thêm cái nước 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 đường vô một chén thôi. Rồi anh thấy đó, coi như là cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Có cái là mình xài cái ống nuôi nó, mình làm cái con sùng này, con sá sùng này đó. Tao chưa ăn, mình chỉ ăn biểu diễn cho các bạn thấy, mình chưa chan vô đầy đủ. Rồi coi như là xong ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.